Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma ở gốc xấu già của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ma ở gốc xấu già có phần diễn đọc của đỉnh Soạn. bà vân ngồi ở trên giường mồ hôi mồ kê ướt sũng gương mặt như là người mới đi dưới cơn mưa phùn chẳng là bà vừa mới gặp phải một giấc mơ kỳ lạ đến nỗi bản thân phải sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy như thế này nhưng mà khổ cái là bà có cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra được là mình đã nhìn thấy gì trong giấc mơ vừa rồi bà vân dò dép rời khỏi giường đi thẳng ra ngoài cửa cánh cửa vẫn còn đang đóng và khóa cẩn thận bà với tay lấy chìa khóa treo trên tường chậm chậm đan chiều vào ổ mở cửa đi ra ngoài ngờ mặt lên hứng từng đợt gió mát thổi qua khiến cho bà cảm thấy dễ chịu hơn hẳn mùa hè ban ngày nắng nóng cho nên không khí về đêm vô cùng dễ chịu đứng thêm một lúc thì bà vân nghe có giọng nói mới gọi bà định thần lại nhìn cho thật kỹ thì nhận ra người vừa gọi là một đứa trẻ cỡ năm hay sáu tuổi gì đó đang đứng lấp ló sau cây sấu cách nhà không xa. Bà đưa tay lên hướng về chỗ thằng bé đang đứng mà khẽ gọi. "Cháu bé, mới vừa gọi bà về không?" Thằng bé gật đầu, nét mặt sợ hãi nó nhìn bà Vân rồi mấp máy. "Cháu lạnh quá, bà ơi, cháu lạnh lắm." Bà Vân tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng mà trời vẫn thương cho bà một đôi tai vẫn còn thính lắm. Tuy giọng nói của đứa trẻ rất nhỏ nhưng bà vẫn nghe rõ. Chỉ có điều là tại sao giọng nói của nó nghe sao Bà thấy nó không bình thường một chút nào Nó đứng ngay đó không có quá xa bà Nhưng sao âm vang giống như giọng đến từ khoảng cách xa hơn vậy Chỉ mùa hè mà sao đứa bé lại kêu rét Nhưng bà Vân vẫn chạy nhanh vào nhà lấy cái áo mỏng Cái áo này bà vẫn dùng để mặc ra ngoài đường mỗi khi trời nắng gắt Đến chỗ đứa bé đứng bà khoác lên người cho nó cái áo rồi dịu dàng hỏi Cháu bé Bố mẹ cháu đâu mà để cháu ở ngoài này giờ muộn như thế? Cháu bị lạc mẹ, mẹ không tìm thấy cháu. Cháu không có bố, bố cháu. Giọng nói của đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ. Từng câu từng chữ bà vẫn còn nghe rõ, không để sót một câu nào. Bà nắm tay của đứa bé thì mặt mày biến sắc. Khi mà ngay giây phút chạm vào bàn tay nhỏ bé đó, bà thấy nó lạnh toát. Người bình thường sao mà tay lại lạnh như vậy Và cái tiết trời mùa hè như vậy? Bà vần có chấn tính bản thân Từ nãy đến giờ bà không để mắt Thì đứa bé vẫn còn đứng ngắt vào cây xấu Mọc lâu năm ở bên cạnh Bà bắt đầu cảm thấy sợ Đưa mắt từ từ nhìn xuống Và rồi bật thầm hết lên kinh hãi Khi mà mắt của bà giờ đây Để một đứa nhỏ hoàn toàn không có chân Dòng của đứa bé lại tiếp tục vang lên Bà đang nhìn gì vậy Có phải là đang tìm chân của cháu không Giọng nói của đứa trẻ như là đã thức tỉnh bà Vân, bà ngước nhìn lên gương mặt của nó rồi kinh hãi bước lùi lại. Vì trên gương mặt của nó bây giờ biến đổi và nụ cười đang hiện diện trên gương mặt trắng xanh ấy là một nỗi ám ảnh tâm trí của bà trong những 8 tháng cuối của cuộc đời. Quá sợ hãi bà Vân quay người chạy thật nhanh trở về nhà. Nhưng mà khi mà chỉ cách cửa có vài bước chân, bà đã phải đứng lại khi một vật gì đó vừa mới rơi xuống vai của bà làm cho bà chết lặng. Đứa bàn tay lạnh như ngâm trong nước đá tủ lạnh của đứa bé đang từ từ đưa tới từ phía sau, bám chặt lấy mặt, làm cho bà Vân sợ quá hét lên thành tiếng. Bà cố gắng dùng tay để xua đuổi đứa bé đang ngồi trên vai, nhưng mà càng cố đuổi nó đi thì nó lại càng bám chặt lấy mặt của bà hơn nữa. Cứ như vậy cho đến khi chân của bà vấp vào hòn gạch, ngã xuống đầu dập vào bậc thềm trước cửa, ngất đi thì đứa bé mới từ từ biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Sáng ngày hôm sau, hàng xóm đi chờ thì bà Vân vẫn còn nằm ngất ở trước cửa, thì liền vội vàng đưa bà đến bệnh viện. Nhiều người không biết sự việc xảy ra đêm qua, thì cho rằng bà gặp phải gió độc cho nên thành ra như vậy. Đến ngay anh Trường là con trai cả của bà Vân còn nói một câu, Mẹ già cả rồi, đêm hôm không ngồi ở trong nhà còn ra đó làm cái gì không biết. Để trúng gió độc như vậy, may mà không sao đấy chứ mẹ mà có làm sao thì con cháu phải biết như thế nào đây bà vân vẫn rất tỉnh táo bà nhớ như in gương mặt của đứa bé đó muốn nói cho con trai biết nhưng mà xưa nay bà biết trường không có tin mấy cái chuyện tâm linh cho nên lại thôi không có mở miệng đành giữ lại ở trong lòng ở lại bệnh viện hai ngày thì anh trường đưa bà vân về nhà khi tinh thần cũng như sức khỏe của bà dần phục hồi trở lại sức khỏe thì đúng là bà rất khỏe bởi vì bà đâu có mắc bệnh nhưng người ta nói bà bị trúng gió độc nhưng mà tinh thần thì không ổn bà vẫn rất sợ từ lúc trở lại nhà bà vân không dám ra ngoài chỉ ở trong phòng ngủ chỉ có ra ngoài cùng lắm là lúc ăn cơm với con cháu mà thôi bà vân có một người bạn rất thân tên là tuyết bà tuyết lấy chồng sống cách nhà bà vân hay dãy phố thi thoảng lại dành sang tìm hỏi thăm sức khỏe của bạn Khác với lần sang thăm gần đây nhất, bà Tuyết thấy bà Vân lạ lắm, ít nói cười hơn hẳn. Thế bạn lạ bà Tuyết liền hỏi, Vân, bà làm sao vậy? Bà thấy trong người không được khỏe hả? Bà Vân dường như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của bạn mình, cho nên đến khi bà Tuyết hỏi lại, thì bà mới mở miệng lắp bắp, tôi khỏe, chỉ là tôi sợ. Từ ngày chơi với nhau cho đến bây giờ, chưa bao giờ bà Tuyết nghe bạn của mình nhắc đến chữ sợ. Nên nghe thấy không khỏi làm cho bà cảm thấy có chút kỳ lạ bà liền tò mò hỏi sợ á mà bà sợ gì mới được chứ tôi tôi sợ nó sợ nó lại tìm tôi nó là cái gì con gì hay hay là đứa nào dám hỗn với bà hả không phải là con cháu của tôi mà là đứa, đứa bé ma ở gốc xấu tôi nhìn thấy nó lúc 4 giờ sáng hai ngày trước đó bà tuyết không ngỡ những lời này lại phát ra từ chính miệng của bà vân Xưa nay trong đám bạn thời còn đi học, bà Vân là một người gan dạ nhất nhì của lớp. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không hả? Bà sợ ma. Mà. mà đứa bé nào lại đứng ở gốc xấu vào cái giờ đó? Bạn tôi ơi, bà có tự tưởng tượng ra rồi nhát mình không vậy hả? Bà Vân tiếp bằng một giọng rất khoát hơn. Bà có tin được không hả? Tôi thấy nó rõ ràng. Tôi đâu có bị hoa mắt bà biết mà. Giờ này tôi đâu có nói dối bao giờ. Tôi thấy nó gọi tôi. Rồi nó nói là nó lạnh Tôi mang cho nó chiếc áo mặc Hỏi chuyện của nó cho đến khi tôi phát hiện ra nó không có chân Và rồi tôi sợ quá Tôi sợ quá tôi bỏ chạy Lúc mà đến gần nhà rồi Thì nó nhảy từ đông xuống ngồi trên vai của tôi Hai tay của nó lạnh ngắt Mùa hè mà sao chân tay lệ lạnh như vậy được chứ Không phải là ma thì là cái gì nữa đấy Bà Tuyết im lặng nghe hết sự tình lời kể của bà Vân Nghe xong thì tuy rằng không có tin nhưng nhìn sắc mặt của bạn mình Bà lại không nghĩ là bà Vân đang bị chuyện Để mình nhát bà cho nên điện hỏi Bà thật là nhìn thấy đứa bé đó thật hả Thật mà Bà là bạn thân của tôi Bà phải tin tôi tôi không có bịa cái chuyện mà gạt bà đâu Đúng là xưa nay bà Vân chưa bao giờ bịa chuyện để gạt ai bao giờ Cho nên khi nghe bà nói như vậy Không khỏi làm cho bà Tuyết có chút ái ngại Bà Tuyết suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi liền hỏi Bà Vân này bà chỉ cho tôi cái cây xấu sáng sớm hôm đó bà thì đứa bé có được không Theo bạn của mình đặt yêu cầu như vậy bà vân bất giác run bẩn bật ánh mắt trở nên hoảng loạn da gà nổi lên khắp lượt rồi lắp bắp nói đừng đừng đến cái cây đó thằng bé đó, nó, nó đáng sợ lắm nó sẽ làm hại bà đấy bà tuyết ngoài mặt không tỏ thái độ gì vì tôn trọng bạn nhưng trong suy nghĩ của bà không tin rằng những gì bà vân nói là sự thật bà vẫn còn vững suy nghĩ của mình rằng trên đời này làm gì có ma với quỷ. Bà chỉ cây cây xấu đó cho tôi thôi mà. Chứ có làm gì đâu mà bà phải sợ đến mức này cơ chứ. Nào bình tĩnh lại chỉ cho xem nào. Có tôi ở đây rồi bà còn sợ cái gì nữa. Phải thuyết phục mãi bà Vân mới chịu chỉ gốc dấu già cho bà Tuyết nhìn. Vì là còn sợ cho nên bà Vân chỉ dám đứng sau cửa thập thỏ. Chỉ ngón tay vẫn còn chưa hết run thế vị trí của cây xấu giả lâu năm cho bà Tuyết thấy. Đứng quan sát cây xấu một lúc lâu, không thấy có sự gì lạ. Lúc này bà Tuyết mới kéo tay của bạn mình vào lại trong nhà, ngồi xuống ghế bà Tuyết liền nói. Đó, có cái gì ngoài đó đâu đúng không? Bà chỉ tự giỏi, bà chỉ giỏi tự nhất mình mà thôi. Thôi không có nghĩ lung tung nữa, cần gì thì cứ nói cho bọn trẻ nó mua cho. Tôi với bà bây giờ tuổi tác đã cao rồi, đi đứng phải giữ mình, Chứ ngã cái nằm đó thì lệ khổ con cháu Thôi tôi về nha Bữa khác tôi lại sang bà chơi Bà Tuyết đứng dậy đi ra ngoài cửa Nhưng đi được nửa đường thì bất chợt phải dừng lại Rồi quay mặt nhìn về chỗ bà Vân đang ngồi Lần nào sang chơi Khi về là bà Vân đều tiễn bà ra đến tận cửa Vậy mà lần này bà Vân ngồi im không có động thái gì Thì kể ra thì cũng lạ lắm Bà Tuyết buột miệng rồi lầm bầm nói không lẽ bà ấy nói là nhìn thấy đứa bé đó thật sao? Trường mới về vừa tới cửa thì nghe bà Tuyết nói như vậy anh liền cười rồi bảo. Cô Tuyết đừng có nghe mẹ cháu nói lung tung. Này cô sang chơi à? Có cần cháu đưa về không cô? Thôi không có cần đâu. Cũng gần mà. Cô đi bộ như là tập thể dục vậy thôi cho khỏe chân. Nói xong thì bà Tuyết kéo tay của trường cùng đi ra ngoài. Cách nhà một đoạn cứ hơn 10 bước chân thì dừng lại. Lúc này bà Tuyết nói tiếp. Cô thấy mẹ cháu tinh thần không có ổn đâu. Cháu phải để mắt tới mẹ đi nhé. Trường liền gật đầu ngay anh nói. Cháu biết mà cô, cô đừng có lo. Và chồng cháu vẫn để mắt tới mẹ thường xuyên mà. Bà Tuyết liền hài lòng. Ờ, vậy thì tốt. Thì thôi cháu vào với mẹ đi. Mà vợ con cháu đâu, không có về cùng. Trường liền trả lời. Dạ, cô ấy đưa đứa bé về nhà ngoại chơi đó cô. Ờ, Tại không có thấy cho nên cô hỏi vậy thôi Cô về nhá Dạ cô đi đường cẩn thận Bà Tuyết đi thẳng tới cốc cây xấu thì dừng lại Đúng là đứng ở đây bà có một cảm giác rất lạ Nhưng lại không thể diễn tả được cảm giác lúc này sao cho đúng Đúng là như vậy Nhưng mà có ai đó đang quan sát từng hành động của bà vậy Nghĩ lại lời của bà Vân Thì bà tiếp tục đi thẳng về phía trước Không một lần quay đầu nhìn lại phía sau Đúng là bà Vân nói không sai, tuy rằng bà không nhìn thấy được đứa bé ma đó giống như bạn của mình, nhưng mà bà Tuyết có thể cảm nhận được rằng đứa bé đó đang ở đây và nó đang quan sát bà từ một vị trí nào đó. Có thể là ở trên một cành cây phía bên kia, cũng có thể là nó đang đứng ngay trước mắt của bà mà bà không thích được. Vì trời lúc này vẫn còn chưa tối hẳn. Chứ nếu là đêm hoặc là lúc rạng sáng thì chắc nó sẽ hiện nguyên hình cho bà nhìn thấy để rồi dọa cho bà một phen khiếp vía bà tuyết trở về nhà mà vẫn chưa hết cái cảm giác rùng rợn ban nãy khi mà đi qua cây xấu giả nhìn bà như là một người mất hồn con dâu của bà tuyết là cô thắm thì liền hỏi mẹ chồng mẹ không có sao chứ mẹ thấy trong người không được khỏe sao hả bà tuyết nghe vậy thì liền đáp không sao đâu mẹ ổn mà chỉ là có việc này không biết mẹ nói con có tin hay không thôi cô thắm liền tò mò nói việc gì vậy mẹ bà tuyết liền đem sự việc sáng nay kể với bà vân rồi kể lại toàn bộ những diễn biến cho thắm nghe nghe xong câu chuyện của mẹ chồng thì cô thắm liền nói con không có tin lắm vào mấy cái chuyện mà hiện hình như mẹ vừa nói nói thì mẹ đừng có giận con thật ra thì là đều do mình sợ rồi tưởng tượng ra thôi mẹ à Chứ nào có ma vào cái thời buổi nhà cao tầng mọc lên nhìn đống như này Nghe cô Thắm nói như vậy Bà tuyết chị hụt hẫng chứ bà không có giận Bà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại Ngồi ở bên ngoài cô Thắm rời khỏi ghế đi thẳng ra ngoài để khóa cửa Lúc đang mải khóa cửa thì cô Thắm không có để ý Thì bên kia đường có một đứa bé trai đang đứng nhìn cô từ xa Trở lại trong nhà cô Thắm tắt đèn rồi vào trong phòng nằm ngủ bên cạnh chồng Sáng hôm sau tại nhà của bà Vân, anh Trường mở cửa đi ra khỏi nhà. Anh đến quán nước của cô Tâm hàng xóm cách nhà anh và cây xấu không quá xa. Ngồi xuống ghế thì anh nói cô Tâm rót cho mình một cốc nước trà mạn. Cầm cốc nước trà nóng khói bốc lên miệng. Chưa kịp uống gì thì nghe cô Tâm kể. Cậu Trường biết tin gì chưa? Tin gì vậy chị Tâm? Anh Trường hỏi dịch một ngụm nhỏ cốc nước trà ở trong tay Đặt lại cốc nước xuống mặt bàn thì cô Tâm liền tiếp tục nói. Cây lão quang gần nhà cậu đêm qua say, chắc là chúng gió chết ngay ở chỗ cây xấu rồi đấy. Vì là chưa biết đứa bé ma mà bà Vân gặp, cho nên anh trưởng không có mấy bận tâm thì liền nói. Ông quang đó cứ say là về đánh đập vợ con, còn sống ngày nào thì chỉ khổ vợ khổ con ngày ấy. Cây giống nó đang ngấm vào máu rồi, thì chả bao giờ sửa được đâu. Thôi thì chết đi cũng là giải thoát cho ông ấy vậy. Cô Tâm liền nói tiếp. Cậu đừng có nói vậy phải tội với những người đã khuất. Nghe nói mấy hôm trước cái bà cụ nhà cậu cũng bị trúng gió đứng ngay ở cây sấu đó mà đúng không? Không khéo thì cái cây sấu đó có vấn đề cũng chưa biết chừng. Anh Trường cười rồi liền gạt đi. Cô cứ nói vậy chứ thời buổi bây giờ ma nào mà hiện hình về. Cứ tự mình nhát mình thôi cô hỏa. Thôi thì cô lấy cho cháu bao thăng long cứng đi rồi cháu gửi tình cô. Cô Tâm cúi người xuống lấy ra bao thuốc, đưa tới trước mặt của anh Trường. Nhận tiền từ tay của anh đưa tới, cô Tâm liền nói. Đấy là cậu chưa bao giờ gặp thôi, cho nên cậu mới nói vậy. Chưa gặp rồi thì cậu không dám mạnh mồm như vậy nữa đâu. Anh Trường uống một nơi hết cốc nước trà mạn rồi đứng dậy khỏi ghế, quay người đi thẳng. Tại chỗ cây sầu đúng lúc thấy có một đứa bé ngồi vắt vẻo trên cành cây, anh Trường liền mắng. Xuống đi, còn nhỏ mà nghịch như quỷ đã có ngày ngã vỡ đầu đấy nghe. đứa bé thoạt nhìn không hề để tâm tới anh trường nó ngồi im hai mắt vẫn còn đang nhắm lại thế vậy anh trường không có thèm để mắt tới nó nữa mà tiếp tục đi về nhà đi được một khoảng cách không quá xa chợt anh nghe thấy tiếng cười và nếu anh không nghe nhầm thì thằng bé vừa rồi nó đang cười thì phải anh liền quay người nhìn lại chỗ cành cây nơi mà nó ngồi thì không còn thấy đứa bé nữa. Anh bất ngờ tiếng mức há mồm trợn mắt vì làm sao mà nó có thể từ trên cành cây cao như thế kia nhảy xuống rồi chạy mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong khi đó nếu mà nhà nó là căn nhà đang đóng cửa ngay cây xấu kia thì lại càng không thể nào. Còn đang bận tâm đến đứa bé thì tiếng còi xe máy vang lên cộng với đó là một tiếng của người đàn ông quát lớn làm cho anh trường giật mình đứng sắt vào lề đường mấy sáng ra muốn chết hay sao mà đứng giữa đường lớn như vậy hả thằng điên trước phản ứng có phần thái quá của người đàn ông lớn tuổi vừa rồi anh trường chỉ còn biết xin lỗi rồi cười khổ trở lại nhà thì bà vân mới vừa ngủ dậy thế mẹ đang ngồi ở trên ghế anh trường vội hỏi mẹ ăn gì để con đi mua mua cho mẹ bát cháo đi vâng ạ à, mẹ ngồi đây đợi con một lát nhé anh trưởng đi nhanh xuống bếp lấy bát rồi ra khỏi nhà, đi ra hàng cháo nhà cô Phương mua cho mẹ. Ở nhà bà vẫn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hôm nay trời đẹp cho nên bà muốn ra ngoài để hóng gió thay đổi không khí. Đang đứng thì thấy bà Nguyệt hàng xóm đi tới, bà Vân liền chào rồi hỏi. Kìa bà Nguyệt đi đâu mà sớm thế? Bà Nguyệt nghe bà Vân hỏi như vậy thì liền đáp. À tôi mới qua nhà thằng Quang, khổ uống rượu say rồi trúng gió chết đêm qua rồi, Thật hả? À? Cậu Quang cậu ấy khỏe lắm mà không phải sao? Bà Nguyệt thở dài mà đáp. Uống say quá mà gió máy độc lắm. Cũng là cây số thôi tránh cũng không có tránh được. Mà cái thằng đó nó đánh vợ đánh con dữ lắm. Có khi kinh nghiệp của nó rồi bà. Bà Vân khẽ gật đầu. Như thế nào bà liền hỏi bà Nguyệt thêm một câu. À mà cậu Quang nó chết chỗ nào vậy bà? Bà Nguyệt xoay người chỉ tay về cây xấu rồi nhỏ giọng đáp ở ngay chỗ cây xấu kia kìa. Thế sáng nay cậu Quang đó ngồi dựa vào gốc cây xấu rồi ngồi chết ở đấy. Nghe bà Nguyệt nói như vậy, bà Vân liền biến sắc. Chả nói chẳng rằng đi vào trong nhà đóng cửa lại. Thấy thái độ của bà Vân lạ quá, bà Nguyệt liền lầm bầm rồi lắc đầu đi về. Bà này bị làm sao vậy chứ? Bà Nguyệt vừa mới đi khỏi thì anh trưởng mua cháo về đến nơi. thấy cửa nhà đóng thì liền gọi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con anh trường phải gọi đến hai lần thì bà vân mới mở cửa cho anh vào nhà đặt bát cháo xuống mặt bàn thì anh liền nói với mẹ sao mẹ đóng cửa làm gì mà sao sắc mặt của mẹ kém thế mẹ thấy trong người không được khỏe à? bà vân liền trả lời không mẹ không mệt bà vân ăn xong bát cháo thì trở về phòng nghỉ ngơi ở bên ngoài anh trường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trần có người hỏi làm cho anh dừng tay lại mắt hướng ra ngoài cửa anh ơi anh giúp con gái của em với. Người đang nói chuyện với anh là cô Loan nhà sát ngay bên cây xấu già. Thế bộ dạng lo lắng của cô, anh Trường không có suy nghĩ nhiều, liền chạy ngay theo phía sau cô Loan để trở về nhà, xem tình hình cô con gái thế nào. Sang đến nơi anh thấy con bé đang nằm ở trên giường, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt sũng cả gương mặt. Anh đặt tay lên chán gấp gáp rồi nói, không ổn rồi, phải đưa con bé lên viện gấp đi, Nói vậy anh Trường nói cô Loan chuẩn bị đồ Còn mình thì chạy về nhà lấy xe máy phóng sang Để cô bé đến bệnh viện Bác sĩ nói là do cảm cho nên cô bé mới vậy Trong lúc bé Huệ đang ngủ thì anh Trường hỏi cô Loan Còn bé mấy hôm nay vẫn khỏe phải không? Vâng à Còn bé vẫn ăn rồi chơi bình thường Cho đến sáng sớm nay lúc mà em dậy đi làm Thì thấy con bé nó ngã ở ngoài cửa Thường ngày thì em hay đưa con sang gửi ông bà nội vì chồng của em đi làm xa nhà nên chỉ có hai mẹ con. Đúng lúc mà cô Loan nói dứt lời thì bé Huệ tỉnh lại. Cô bé ngồi phất dậy đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế vậy cô Loan liền lo lắng hỏi. Sao rồi con? Con thấy trong người sao rồi? Con hơi mệt chút thôi. Mẹ ơi! Bạn ấy đâu rồi à? Cô Loan liền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bạn ấy con đang nói tới ai? Bé Huệ liền ngập ngực nói. Cậu bé chơi với con sáng nay đó mẹ. Nghe bé Huệ nhắc đến cậu bé chơi cùng, anh Trường nhớ ra thằng bé ngồi trên cây từ lúc mà anh ở nhà cô Tâm về. Anh liền hỏi bé Huệ. Cháu nói là cái cậu bé ngồi trên cây đó hả? Cô Loan lại càng ngạc nhiên hơn. Bé Huệ thì gật đầu lia lịa nói. Vâng ạ, à, sao bác biết? Bác cũng gặp cậu ấy rồi phải không? Anh Trường nghe bé Huệ hỏi như vậy thì liền gật đầu ngay. Anh liền quay qua nói với cô Loan tình hình của cháu vậy là ổn rồi thôi anh về trước nhé bác sĩ có dặn là để bé huệ lại viện hôm nay mai bé huệ khỏe hẳn nghe máy để cho bé ra viện vâng à thật là cảm ơn anh đủ lắm lúc đó hoàng quá may mà có anh thôi hàng xóm tối lửa tắt đèn giúp nhau là việc nên làm thôi anh về nhé anh trường đứng dậy rời khỏi phòng bệnh anh đi thẳng ra chỗ gửi xe trả vé xe cho bác bảo vệ rồi lên xe máy phóng thẳng một mạch về nhà về đến nơi thì thấy vợ con đang vừa mới từ ngoại về. Thế anh trường bé Thảo chạy tới ôm chặt ly bố rồi nói. Bố ơi, con về rồi. Bố có nhớ con không hả? Nhớ chứ. Bố nhớ công chúa của bố lắm. Thế hai bố còn nói cười vui vẻ chỉ lệ vợ của anh trường liền nói. Ở mấy ngày dưới bà ngoại mà nghịch đến mức bà không có chịu nổi. Giống hồi bé bố nghịch lắm đây này. Anh trường quay sang qua nhìn vợ cười khổ. Sao mà nghịch bằng anh hồi bé được chứ?" Nói rồi anh Trường thả bé Thảo xuống, đúng lúc bé Thảo nhìn thấy bên ngoài có cậu bé đang thập thò ở ngoài cửa, nhìn vào trong nhà mình thì liền chạy tới. Anh Trường quay lại nhìn rồi nói theo: "Chơi trong sân đi nha, không có được ra ngoài đường đâu." Bé Thảo chạy tới trước mặt của bé trai, "Cậu làm gì ở ngoài này vậy?" Bé trai liền vội đáp, "Nhà bạn ở đây hả? Bạn sang nhà mình chơi không?" Nhà cậu ở đâu? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Nhà cậu mới chuyển đến đây hả? Bé trai liền cười. Mình ở đây từ lâu rồi mà. Chỉ là bạn không chơi với mình nên không biết thôi. Bé Thảo liền đáp. Ờ thì tôi cũng không có hay được bố cho ra ngoài chơi. Mà cậu chỉ cho tôi nhà của cậu đi. Khi nào bố không có nhà tôi sẽ xin mẹ sang chơi với cậu được không? Bé trai lùi lại chỉ tay về hướng cây xấu rồi nói. Đó, nhà mình ở chỗ cây xấu kia kìa. Cậu nói sao? Nhà cậu ở chỗ cây xấu đó hả? Nhưng đó là nhà của bạn Huệ mà. Tôi cũng sang đó chơi rồi nhưng mà không thấy bạn bao giờ. Bé trai liền tiếp lời. Chưa thấy thì bây giờ không phải đã thấy rồi sao? Vậy mình kết bạn nhanh được không? Được thôi. Hôm nay bố tôi có nhà cho nên tôi không sang chơi với bạn được. Vậy hẹn bạn khi khác tôi qua nhà bạn chơi được không? Đúng lúc mà anh Trường từ trong nhà đi xa, chỗ của bé Thảo đang đứng vì anh thấy lạ không hiểu con bé đang nói chuyện với ai con đang nói chuyện với anh ngoài này vậy bạn mới của con đó bố bạn ấy nói là nhà bạn ấy ở cây xấu kia kìa anh trường có chút khó hiểu không phải cây xấu là nhà của cô loan hay sao thi thoảng anh vẫn để cho bé thảo qua đó chơi với con bé huệ vậy thì bạn mới mà con gái của anh đang nói đến là đứa nào vậy anh trường xoa đầu con gái rồi nói thôi con vờ nhà đi mà con nói với bạn mới của con là bạn trai hay bạn gái Bé Thảo liền cười trả lời bố rồi chạy vào nhà với mẹ. Dạ bạn trai, con chưa gặp mặt bạn ấy bao giờ, cho nên con mới nói với bố là bạn mới đó. Chưa gặp bao giờ? Anh Trường tự đặt câu hỏi cho chính mình và thật nhanh anh cũng tự trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Không lẽ bạn mới mà con bé Thảo nói nó là thằng bé đó? Đang đứng ngẩn người cùng với những nghi vấn đã trong đầu thì bên tai của anh trường chợt vang lên tiếng cười của một đứa bé vọng lại từ bốn hướng xung quanh và anh nhận ra tiếng cười quen thuộc ấy là của đứa bé trai ngồi trên cây sấu lúc đó anh trường quay mặt nhìn về hướng cây sấu và một sự việc lạ thường đang diễn ra ngay trước mặt của anh phía xa nơi cây sấu kia là thằng bé đang chạy vòng vòng xung quanh gốc sấu vừa chạy nó vừa cười nhưng mà sao tiếng cười của nó lạ quá anh trường quyết định đi đến cây sấu nhưng sự việc lạ thường vẫn tiếp diễn chỉ có khi mà chỉ cách cây xấu chừng vài mét thì đứa bé kia bỗng dừng biến mất, không còn nhìn thấy đầu nữa cả. Anh Trường kiểm tra xung quanh hoàn toàn không thấy một dấu chân nào. Anh nghĩ là không lẽ mình thật sự bị ảo giác rồi sao? Có khi nào anh đang tưởng tượng ra đứa bé trai đó để rồi tự nhát chính mình hay không? Đến đêm anh Trường nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ anh thấy mình đang đứng trước cây xấu. Từ phía sau một đứa bé trai từ từ bước xa, nó đi thật chậm đến trước mặt của anh Rồi chỉ tay về ngôi nhà của cô Loan rồi nói Nhà của cháu ở đây Đây mới là nhà của cháu Anh Trường nhìn theo tay của đứa bé trai đó Và khi anh quay mặt lại Thì anh phải hét lên kinh hãi Khi mới đó đứa bé còn đang đứng trước mặt của anh Mà bây giờ đã biến thành một bộ xương khô từ lúc nào Bừng tỉnh rời khỏi giấc mơ Tiếng hét của anh làm cho chị Lệ và bà Vân cũng phải tỉnh giấc xeo. Thấy sắc mặt của anh như vậy thì liền lo lắng hỏi Anh sao vậy gặp ác mộng hả? Anh Trường gật đầu rồi lẩm bẩm Lạ quá em mà Sao anh lại mơ thấy thằng bé đó chứ? Chị Lệ tò mò Thằng bé nào vậy anh? Anh Trường liền đáp Thằng bé ở cây xấu đó em Bà Vân cũng đắt tỉnh lại Bà vừa hay đi sang phòng của anh Vì bà không biết tại sao đêm bà con trai của mình lại hét lớn như vậy Nghe thấy anh trưởng nhắc tới thằng bé ở cây xấu, bà Vân liền đi nhanh tới rồi nói. Con cũng mơ thấy thằng bé đó sao hả? À? Cái thằng bé ở gốc cây xấu con con vừa nhắc đó. Anh trưởng thấy mẹ của mình hỏi như vậy thì liền hỏi, mẹ cũng mơ thấy nó sao? Bà Vân ngồi xuống giường kể lại toàn bộ sự việc diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó cho anh trưởng nghe. Im lặng dây lát bà Vân liền nói Thật ra thì hôm đó mẹ không phải là bị trúng gió độc đâu con Mẹ bị ngất đi là vì bị thằng bé đó dọa đó con à Mà mẹ biết mày xưa nay không có tin Cho nên mẹ không có muốn kể cho mày nghe Anh Trường nghe mẹ của mình mặt biến sắc Nếu mà đúng như lời của mẹ anh đã nói như vậy Thì không phải là anh đã thấy ma rồi sao Quay mặt qua nhìn bà Vân anh Trường liền nói Thật ra thì con nhìn thấy thằng bé đó hai lần rồi Lần đầu tiên là lúc mà con uống nước ở quán cô Tâm về thì nó ngồi ở trên cây. Lần thứ hai là lúc mà gọi con bé Thảo vào nhà thì nghe thấy nó cười. Nhìn ra hướng cây xấu thì thấy nó đang chạy nhảy chơi đùa ở đó. Mà lạ là con đi thì nó biến mất ngay ở trước mắt con. Lúc đó thì con còn tưởng là bị hoa mắt đó mẹ à. Nghe anh trưởng nói xong thì cả ba người im lặng nhìn nhau không giấu được ánh mắt lo lắng. Riêng chị Lệ thì sợ lắm Xưa nay chỉ là người yếu bóng vía, Cho nên mấy việc ma hiện hình Chỉ cần nghe thôi Cũng đồ làm cho chị sợ tái mặt Chứ đừng nói là nhìn thích tận mắt Chị Lệ liền lắp bắp hỏi bà Vân Phải có khi nào thằng bé đó Ám chồng con không hả mẹ Bà Vân nghe thấy con dâu hỏi như vậy Thì liền quay sang hỏi anh Trường Trường này Vừa rồi con nói là trong mơ con nghe thì đứa bé đó nói là nhà cô Loan là nhà của nó hả? Anh Trường liền đầu, vâng mẹ. Bà Vân suy tư rồi nói Thế thì lạ quá Cái nhà chị Loan thì mẹ biết lâu rồi Cô ấy là người rất tốt lại phúc hậu Xưa nay chưa làm việc gì trái lương tâm bao giờ Thì đứa bé kia chắc là không có liên quan đến cô ấy Vậy thì chỉ còn anh chồng Anh Trường liền tiếp lời mẹ Anh chồng thì con có nghe cô Tâm hằng nước nói qua một lần rồi Mà lâu rồi không có nhớ được ngay Hay là thế này đi Mai con sang nhà cô Tâm hỏi thử xem thế nào Bà Vân liền gật đầu nói: "À ờ, được, vậy thì sáng mai con sang hỏi cô tâm quán nước xem, nếu đúng bé trai đó chết mà cái chết của nó có liên quan đến anh ta thì đúng là linh hồn của thằng bé đó chưa thể siêu thoát được. Mà để lâu rồi không có tốt đâu, phải tìm cách giúp nó hoàn thành tâm nguyện để nó yên tâm lên đường mới là việc cần phải làm càng sớm càng tốt." Anh Trường liền đáp: "Vâng ạ, con hiểu rồi, thế mẹ về phòng ngủ đi." Bà Vân đứng dậy đi trở lại phòng, bà thấy trong lòng nhẹ nhõm được phần nào, vì ít nhiều con trai của bà bây giờ cũng đã nhìn thấy hồn ma của đứa bé đó và tin là có thật. Nằm xuống giường nhưng bà Vân không tài nào có thể ngủ lại được. Thức vậy cho đến gần 3 giờ sáng, nghe thấy có tiếng động lạ nghĩ là chuột, cho nên lúc rời khỏi phòng ngủ, bà có mang theo bên mình một chiếc que nhỏ, thường ngày vẫn hay để ở đầu giường xa đến gian nhà ngoài thì bà đưa tay lên tìm bật công tắc đèn nhưng mà lạ thay bóng đèn điện không sáng cả căn nhà bị mất điện đột ngột thật may chẳng đêm này rất sáng cho nên nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống bà vẫn có thể đi tới được cửa bà nhìn qua khe cửa gió ở bên ngoài thổi mỗi đợt một mạnh dần nhưng mà sao hôm nay bà lại cảm thấy gió không mát mẻ như thường ngày mà lại lạnh một cách đầy kỳ lạ trong tiếng gió rít đợt qua khe cửa và trong nhà, bà Vân nghe thấy trong tiếng gió là tiếng cười của một đứa bé. Bà giác cảm thấy sợ, hai chân liền run lẩy bẩy và rồi phải thầm hét lên để kinh hãi vì đang đứng trước mặt của bà. Chỉ cách một cánh cửa đó là đứa bé trai. Một con mắt của nó đỏ rực màu máu đang chuyển động qua lại như đang tìm kiếm vị trí của bà Vân vậy. Qua khe cửa chỉ còn đủ cho bà Vân có thể nhìn thấy con mắt sợ ấy anh Trường vừa mới thức dậy Đi ra nhà ngoài tìm nước uống Thì thấy mẹ đang đứng ngay trước mặt Toàn thân run lẩy bẩy thì không khỏi làm lạ Đi nhanh tới rồi tự hỏi Mẹ, mẹ làm gì ngoài này vậy Sao không bật đèn lên cho sáng Tối thế này lỡ chẳng may vấp ngã Thì làm sao Anh Trường đưa nhanh tay tới Tìm bật công tắc đèn ở trên tường Làm cho cả căn nhà bừng sáng lên Bà Vân liền ngơ ngác Nhìn đèn trên trần nhà Rõ ràng khi nãy còn mất điện bận công tác mà bóng đèn không còn sáng Vậy mà bây giờ con trai của bà bật Thì bóng đèn hoạt động trở lại bình thường Thì đúng thật là quá kỳ lạ Bà Vân đi tới ngồi xuống ghế Chỉ tay ra cửa rồi bà nói Trường Con mở cửa ra xem nó còn ở ngoài đó hay không Anh Trường ngơ ngác không hiểu gì Thì liền hỏi mẹ Sao hả? À? Ai ở ngoài ạ? À? Bà Vân liền nhắc lại Nó đứa bé đó Nó vừa mới đứng ngay ở cửa sau con ra ngoài đó xem có còn ở ngoài không nhanh lên anh trưởng nghe thấy mẹ của mình như vậy thì cũng lạ nhưng không có trả lời anh đi tới mở khóa hai bàn tay đẩy rộng cánh cửa đi hẳn ra ngoài mắt đảo một lượt hai bên nhưng không thấy ai thì liền quay mặt vào bên trong lắc đầu nói ngoài này không có ai mẹ ạ à. mẹ có nhìn nhầm không bà vân lắc đầu nói như khẳng định rằng bà không có nhìn nhầm không Mẹ nhìn rõ ràng thấy mắt của nó nhìn vào trong nhà của mình mà con Nhầm là nhầm thế nào được Anh trưởng nghe mẹ nói như vậy thì liền quay mặt qua Để kiểm tra thêm một lần nữa Chợt nhìn về hướng cây xấu anh liền nhíu mày quan sát thật kỹ Xem vật gì đó đang đung đưa qua lại Nhưng không thể nhận ra được vì trời lúc này vẫn còn đang quá tối Bà Vân đi tới đứng phía sau anh trường bật liền thì thầm. "Con cả mẹ qua đó xem cái gì? đang treo trên cây xấu được không anh trường cũng đang rất muốn biết cho nên liền chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của mẹ ngay hai người đi đến gần xem thì phải hét lên khi thấy trước mặt là một người phụ nữ đang treo cổ bằng một sợi dây thừng được buộc chặt trên cành cây cao nghe tiếng hét của bà vân hàng xóm xung quanh tỉnh giấc mở cửa ra xem mỗi lúc một đông và rồi họ đứng xung quanh cây xấu và đợi người đi báo chính quyền về việc có người treo cổ chết tại đây. Đầu tiên là ông Quang, tiếp theo đó là người phụ nữ lạ này, lại tìm đến đây để treo cổ. Lời đồn rằng cây xấu có ma lập tức tan đi khắp nơi. Công an sợ tại đến nơi họ giải quyết đám đông, rồi hạ cây xác xuống, rồi thật nhanh chuyển về làm xét nghiệm tử thi, để tìm rõ nguyên nhân chết có phải là do treo cổ tự vẫn hay không. Cũng như để xác định danh tính của người phụ nữ, Hai ngày sau anh Trường ngồi xuống uống nước chè tại quán của cô Tâm từ sáng sớm. Anh liền nhớ ra giấc mơ gặp đứa bé kia thì liền hỏi cô Tâm. Cô à, cô có biết gì về gia đình của cô Loan không à? Cô Tâm liền đáp. Không phải là tôi đã từng kể cho cậu nghe một lần rồi chứ? Anh Trường liền hỏi. Vâng ạ, à, thì những lần đó cô kể lâu quá chút quên mất. Cô kể lại cho cháu nghe một lần được không? Cô Tâm cười rồi cúi người rót thêm cho anh Trường một cốc nước chè. Vẫn còn đang rất nóng đàn gốc nước xuống mặt bàn cô bắt đầu kể lại sự việc xảy ra Với gia đình của cô Loan cách đây 6 năm về trước 6 năm trước Loan về làm dâu nhà Nhật được hơn 5 tháng thì có thai Vì là Nhật luôn phải đi làm xa nhà Cho nên mọi việc trong nhà một mình cô quán xuyến Bố mẹ của Nhật tuổi cao sức yếu Nên cũng không phụ đỡ được nhiều cho con dâu Một buổi chiều mẹ của Nhật là bà Kiều nói với con dâu Loan này Con chỉ có một vài năm Thằng Nhật nó đi làm để ra được một khoản tiền Rồi về hẳn phụ giúp con đỡ vất vả Bố mẹ già cả rồi Thì cũng không có sống được bao Chỉ có thể là phụ giúp Con việc nhẹ ở trong nhà thôi Việc nặng nhọc con mang bầu Mà phải làm hết tất cả Loan đến ngăn lời của mẹ Không có gì đâu mẹ Con làm được mà Bố mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thật khỏe là con vui rồi những cái việc khác bố mẹ đừng bận tâm tới làm gì Mà ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt đâu hả à. Thời gian thấm thoát trôi nhanh cho đến ngày Loan mang thai tháng thứ bảy Vào một buổi chiều chồng cô trở về nhà Nhưng mà anh ta không đi một mình Mà lại đi về cùng một cô gái khác Loan thật bất ngờ khi mà nhận ra cô gái lạ kia Cũng đang mang thai giống như cô Kéo tay của chồng ra sau nhà Loan nhìn nhận bằng một ánh mắt thất vọng Cô tên là ai? Là ai hả? nhà liền cúi mặt xuống mà đáp là anh xin lỗi anh có lỗi với em xin lỗi anh đối xử với tôi như vậy coi được sao loan nói rồi bỏ mặc nhật đứng lại còn mình thì vào trong phòng thu dọn hành lý rồi bỏ về nhà mẹ đẻ trở lại hiện tại thì cô tâm kể đến đây thì dừng lại khẽ thở dài anh trường liền nói thật không ngờ anh chồng nhìn cũng tử tế nhưng mà lại người như vậy cô tâm liền gật đầu tiếp Đúng vậy Thế cho nên là nhìn bề ngoài thì không đoán được người đó tốt xấu đâu cháu Anh trường gấp gáp hỏi Vậy sau đó thì sao cô Anh chồng của cô Loan có đón cô ấy về nhà không Chắc là có chứ phải không cô Phải đón về thì bây giờ cô Loan mới ở đây chứ Cô Tâm liền lắc đầu rồi tiếp tục kể Không đâu cháu Sau khi mà Loan nó bỏ về ngoại Thì hai tháng sau Cô bồ của anh chồng sinh con Nhưng mà thấy bảo là sinh non cho nên đứa bé yếu lắm không lâu sau thì mất Thế khi mà đứa con không còn thì hai người họ thường xuyên cãi nhau đỉnh điểm là cô ta giận dỗi bỏ đi suốt sáng đi tối mới về anh chồng cô loan thì không chịu được mới đánh đuổi cô bồ đi ra khỏi nhà anh trường liền gật gù nói ờ à, thì ra là như vậy thế sau đó thì sao mà cô loan về nhà được vậy ạ à? cô tâm liền thở hắt ra bột hơi là cô ấy tự về lúc bố chồng mất thì loan vì chịu thang sau đó mẹ chồng nói gì đó cho nên Loan ở lại luôn, không có về lại bên nhà mẹ đẻ nữa. Anh trường nghe cô Tâm nói thì như đã hiểu ra toàn bộ sự việc cho nên liền trả tiền đức cho cô Tâm rồi đứng dậy ra về. Trong suy nghĩ của anh bây giờ, phần nào đoán được đứa bé ở cây xấu già anh nhìn thấy. Nếu anh đoán không sai, nó chính là đứa còn đã chết của cô bổ kia. Nhưng mà tại sao nó lại hiện ra ở đây thì vẫn còn là một việc mà anh trường cảm thấy khó hiểu. cô loan đưa bé huệ về đến nơi, thế anh trường đứng ở cây xấu thì liền gọi. anh trường, anh đứng đây làm gì mà nhìn như người mất hồn vậy? à cô loan đi hả? anh mới tới đây. À, thật ra thì cũng đang mải nghĩ cho nên bên nhà anh có việc gì hay sao ạ? À? à không, thật ra thì anh anh có việc này muốn nói với cô. nhà em mà, nhà em sao ạ? À? vậy mời anh vào trong nhà nói chuyện vào đây anh còn sớm mà em cũng đang có rảnh anh trường đồng ý rồi theo sau cô loan vào nhà ngồi xuống ghế anh trường để nói việc anh sắp nói có chút riêng tư thế nhưng mà anh nghĩ là vẫn nên nói cho cô biết vâng ạ à, anh nói đi à cô loan này à, có khi nào cô ta chôn đứa con của mình trên mảnh đất này không em cũng không rõ khi mà em về lại nhà rồi thì anh ta đuổi cô gái ít đi nghĩ thì cũng tội cho cô ấy đứa bé còn nhỏ quá mà đã anh trưởng liền tiếp, chồng cô khi nào về, muốn nói chuyện riêng với anh ta không biết là có được không? Được chứ à, ngày mai là anh ấy về thôi. Anh muốn nói chuyện thì để khi nào nhật về, em sẽ nói anh ấy qua nhà gặp anh. Ừ, vậy thì tốt. Khi nào anh ta về thì nhà cô nói giúp anh, là có việc cần nói riêng với anh ta nhé. Bây giờ không phiền hai mẹ con nữa anh về đây. Cô Loan gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi ghế tiến anh ra đến tận cửa đợi cho anh đi khỏi mới quay người vào và dùng tay đóng cửa lại tại nhà của anh trường sau bữa trưa vợ và con gái đã ra ngoài đi mua sắm một ít đồ cho nên trong nhà chỉ còn hai mẹ con lấy cho mẹ của mình một cốc nước anh trường ngồi xuống ghế rồi nói mẹ này con nghĩ đứa bé mà con và mẹ từng nhìn thấy là con của anh nhật chồng cô loan đó mẹ thật vậy sao vậy thì khổ thân thằng nhỏ quá bé vậy mà con nghĩ là phải có nguyên nhân gì đó Thằng bé mới không chịu đi đầu thai Mà cứ quanh quần ở đây như vậy Bà Vân liền nói Hay là nói cô Loan mời thầy trên chùa Về cầu siêu cho linh hồn của đứa nhỏ Con thế sao à, Việc cầu siêu thì nhất định là phải mời thầy chùa về Thế nhưng mà con vẫn có việc không có hiểu được Việc gì con Việc gã quang kia và người phụ nữ lạ mặt Cho cổ gốc cây xấu đó Việc này thì có chút kỳ lạ Hai người này thì có liên quan gì đến đứa con đang mất của chồng cô Loan đâu Bà Vân ngẫm nghĩ dây lát rồi nói Thật ra thì hôm rồi ấy, Xem công an họ hạ sát người phụ nữ đó Mẹ có nhìn thấy mặt cũng quen lắm Quen à Mẹ cố nhớ xem đã gặp ở đâu rồi được không mẹ Ờ à, để mẹ cố nhớ xem nào Biết là bà Vân chưa có thể nhớ ngay được Cho nên anh trưởng không có nói tiếp Mà đứng dậy đi vào trong bếp Để bát đĩa dơ Ngồi ở bên ngoài ghế Bà Vân không ngừng cố nhớ lại xem người phụ nữ treo cổ chết mới đây ở cây xấu bà đã từng gặp ở đâu nhưng mà khổ là bà nghĩ mãi cũng chưa có ra sau bữa cơm tối thì anh trường ra ngoài cửa đứng hóng mát hút một điếu thuốc cho thoải mái vì trong nhà có trẻ con cho nên anh phải ra ngoài theo yêu cầu của vợ đứng một lúc thì điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vừa cháy tàn cho đến đầu lọc ở bên kia đường anh thấy vợ của lão quang đi đâu về ngang nhà, nhà liền vẫy tay bước tới miệng không ngừng gọi chị cấm chị cấm cái chết đột ngột của quang khiến cho gia cảnh của chị cầm đã khó nên lại càng khó khăn hơn nhưng mà bù lại cuộc sống của chị dễ thở hơn hẳn khi mà không còn bị chồng ngược đãi nữa thế anh trường gọi tên của mình chị dừng lại không đi tiếp mà đợi cho đến khi mà anh tới trước mặt lúc này chị mới hỏi anh trường gọi tôi có việc gì không à cũng không có việc gì thế chị đi qua cho nên là tôi chào hỏi thăm tình hình của chị thiên hào thôi Thật lòng thì chưa buồn cùng chị và cháu Cô cầm liền buồn rồi đáp Thật thì kinh tế trong nhà xưa nay đều phụ thuộc vào ông ấy cả mà Cho nên là ông ấy chết đi tôi và con rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy Thật may là trời còn thương Cho tôi tìm được công việc Chứ nếu không thì hai mẹ con không biết trông cậy vào ai cả Chỉ tìm được việc là tốt rồi Mà tiền đây chỉ nói chuyện với thằng em một lát được không Cô cầm gật đầu rồi theo sau anh trường đi băng qua đường Thế trước cửa cổng nhà anh thì mới dừng lại anh vào trong nhà lấy thêm một cái ghế để khách ngồi bà vân trong nhà nghe tiếng cũng mang ghế ra ngồi khi mà cả ba ngồi xuống bà vân liền nói cái loại đàn ông mà đánh với chửi mắng vợ con chẳng thương tiếc đúng ra thì chết cũng không phải khóc làm gì thế nhưng mà nói cho cùng thì cũng là tình nghĩa vợ chồng cô cầm lo thờ cúng là cũng có lòng rồi cô cầm vừa khóc vừa nói vợ chồng gì đâu bác Suốt ngày hắn đánh đập chửi bới hai mẹ con Cho sống với hắn có giống như là đang sống trong địa ngục Nếu mà không phải cháu nghĩ vì con Thì cháu đã bỏ đi từ lâu rồi Anh Trường và bà Vân đều thông cảm cho hoàn cảnh của cô Đưa khăn cho cô lòng nước mắt bà Vân liền nói Khổ thì cũng là cây số của mình Cho nên là mình phải chấp nhận Nhưng mà trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ Giờ dạ, hai mẹ con dựa với nhau mà sống vui vẻ qua ngày là tốt rồi Cô cầm liền bùi ngồi Dạ bây giờ cháu đi làm cũng nuôi được con Là cũng coi như là trời thương bác cả Anh Trường liền hỏi Không biết là anh qua ngày trước Vẫn rất khỏe mà đúng không chị Phải lão khỏe lắm Chưa thấy ốm bao giờ cả Mà nói mới nhớ là dạo gần đây lạ lắm Đêm nào lão cũng gặp ác mộng Rồi tỉnh giấc giữa đêm Mới đầu thì chị không có để ý Đến một hôm thì chính chị nghe thêm mồm Của lão nhắc đến tên của một người phụ nữ anh trưởng nghe cô cầm nói đến đây thì liền gấp gáp hỏi. Người phụ nữ mà anh Quang nhắc đến tên là gì hả? À? Chị còn nhớ không? Ờ, à, hình, hình như là hoa. Đúng, đúng rồi, là hoa. Anh trưởng và bà Vân quay mặt sang nhìn nhau, cô cầm liền nói tiếp. Sau đêm mà lão chồng nhà chị nhắc đến cô hoa đó, chị có gặng hỏi lão mà lão cứ úp mở không có chịu nói. Đến một hôm chị bực mình quá không nhịn được, mà đi rình thì bắt quả tang. Lão cùng con đàn bà đó đưa nhau vào nhà nghỉ, Thật đúng là khốn nạn hết chỗ nói Chị thật không ngờ rằng chị đối xử với lão không tệ Mà lão lại phụ bạc chị như thế Bà Vân đồng cảm với tâm trạng của người đàn bà 12 bến nước Biết bến nào đục bến nào trong của cô cầm Mà vỗ nhẹ vào lưng rồi nói Thôi mọi việc cũng đã qua rồi Người chết thì cũng đã chết Quan trọng là người sống thì vẫn phải cố gắng mà sống Đừng có buồn để cháu Cô cầm ôm mặt khóc nức nở vậy là đã quá rõ rồi anh trường giờ đây có thể đoán được rằng quan chồng của cô cầm chết đúng ngày chỗ cây xấu như vậy người đàn bà treo cổ kia không phải chính là hoa tình nhân của lão ta hay sao anh trường liền nghĩ ở trong đầu nhưng mà nếu là do đứa bé đó gây ra thì lý do gì nó phải giết lão quang như vậy anh trường nhìn về cây xấu rồi khẽ thở dài đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh không có nhà nào giống nhà nào đợi cho đến khi cô cầm về anh đứng dậy rời khỏi nhà đi mua một số đồ cúng mang tới gốc xấu đốt nhàng khấn vái hóa vàng cho đứa bé tội nghiệp anh trường liền nói cháu bé này cháu sống khôn chết thiêng thì về báo mộng cho chú biết nơi mẹ cháu chôn cháu chú sẽ tự tay làm cho cháu một ngôi mộ thật đẹp sẽ thường xuyên đến thăm cháu được không anh trường mới dứt lời nói thì một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho anh có một cảm giác lạ. Bỗng hai mắt của anh mở to khi mà tận mắt chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra. Quả nhàng bất ngờ cháy tàn đi một cách nhanh chóng. Thế vậy anh không ở lại mà lập tức đứng dậy đi trở về nhà. Quả nhiên đêm nay anh chừng nằm mơ. Trong giấc mơ anh thấy mình đứng trước cây xấu, nhưng mấy hình ảnh của anh đang nhìn thấy không khỏi làm cho anh bất ngờ. Khi trước mặt của anh là cua hoa, Cô ta đang hì hộp đào xuống đất là một cây hố nhỏ gần gốc cây xấu. Bên cạnh là một bọc vải nhỏ màu trắng. Trên gương mặt của Hoa đang tỏ ra vô cùng hoang mang. Cô ta vội vàng đặt bọc vải xuống hố, rồi vội vàng dùng hai bàn tay thật nhanh lấp đất lại. Hoa đứng dậy mắt đảo xung quanh rồi quay người trở về trong nhà. Bạn người tỉnh dậy khỏi giấc mơ vừa rồi, gương mặt của anh trưởng ướt sũng mồ hôi miệng lấp bắp. Xa là ở chỗ đó? Chị Lệ lúc này vừa mới bị anh Trường thức Mắt nhắm mắt mở hỏi chồng Anh đang nói gì thế Anh với nằm mơ thì đứa bé trai Nữa hả anh Anh nghĩ đến nó nhiều quá rồi đêm ngủ mơ vậy thôi Ngủ đi anh Như lời của chị Lệ vừa nói là do anh suy nghĩ quá nhiều Cho nên đêm nằm mơ thích như vậy Nhưng cá nhân của anh lại không nghĩ như lời của vợ nói Giấc mơ vừa rồi giống như là bé trai đó Muốn cho anh thấy đúng vị trí cô hoa kia đã chôn thi thể con trai của mình vậy. Nếu đúng là như vậy thì Hoa thật là một người mẹ đáng trách. Anh Trường rời khỏi giường đi nhanh ra bên ngoài, chị Lệ nghe thấy như vậy thì liền đi theo. Sang đến nơi nhà cô Loan anh Trường liền gọi, "Loan, Loan ơi." Cô Loan đang nằm ngủ bên cạnh bé Huệ, nghe tiếng của anh Trường gọi cửa thì ngồi bật dậy, buộc lại tóc đi nhanh tới mở cửa. Thế hai vợ chồng của anh thì lạ quá liền hỏi, Hai vợ chồng anh có việc gì sang gọi sớm vậy? Chị Lệ khó xử trước hành động làm phiền hàng xóm vào cái giờ đêm muộn như vậy cho nên ái ngại không nói được gì chỉ im lặng nhìn chồng Anh Trường kéo nhà tay của cô non ra ngoài chỉ xuống nơi trong giấc mơ được đứa bé báo mộng mà gấp gáp nói Cô ta chôn thằng bé ở đây ngay đúng chỗ này bây giờ anh sẽ đào xuống Anh nói sao à? Ai chôn mà chôn gì vậy? Anh được đưa bé báo mộng rằng nó được chôn tại đây Đúng chỗ anh mới vừa chỉ cho cô đấy Thật là có việc đó sao anh Vậy để em đi lấy cho anh chiếc sẻng để đèo thử Nói rồi cô Loan chạy vội vào trong nhà Lục tìm trong nhà kho một lúc rất lâu Rồi mới thấy cái sẻng nhỏ vẫn thường dùng làm vườn lúc trước Quay trở lại đưa cho anh trường cô Loan để nói Đây anh ạ à, Anh đào thử lên xem Nếu đúng như anh nói thì cô thân độc ác quá rồi không làm cho nó một ngôi mộ tử tế thật tội cho đứa nhỏ. Trường liền hỏi, vậy lúc cô ta chôn cất chẳng lẽ chồng cô ta không biết sao? Anh ấy đi làm xa suốt mà, về thì cô ta báo tin đứa nhỏ mất, mà sau đó thì chồng em vì nóng giận, vì biết hoa có quan hệ với người khác cho nên đuổi ra khỏi nhà. Vì thế mà không có hỏi được hoa an táng thằng bé ở đâu. Mấy năm nay em biết chồng em vẫn luôn biết mộ của thằng nhỏ chỉ là Hoa không chịu nói cho anh ấy biết. Nếu đúng như lời cô nói, vậy thì cô Hoa đó ác quá. Em thấy thương cho thằng nhỏ quá anh à. Nhưng mà dù sao Hoa cũng đã treo cổ tự tử rồi. Có trách cô ta cũng đâu thể làm được gì đâu anh. Em thấy việc bây giờ quan trọng nhất vẫn là mời sư thầy chinh chùa vì cầu siêu cho thằng nhỏ. Để mà linh hồn sớm được siêu thoát, đầu thầy chuyển kiếp thì vẫn hơn anh à. Không để mất thêm thời gian, anh Trường nghỉ Hục bắt tay vào việc dùng xẻng để đào xuống từng lớp đất đúng vị trí đứa bé về báo mộng cho anh biết cho đến khi một bọc vải trắng trăm mộc nát xuất hiện trước mắt anh trường lúc này mới dừng tay lại thấy rồi thằng bé chỉ đúng chỗ rồi cả cô loan và vợ của anh trường đều bất ngờ ra mặt khi thấy anh tìm đúng vị trí hài cốt của đứa bé giờ thì cả hai mới thật sự tin rằng việc anh trường nằm mơ thấy thằng bé đúng như lời của anh nói hai cô đã tin chưa anh nói không sai mà nói rồi anh trường nhìn lên cây xấu rồi nói cháu trai à bác tìm thấy cháu rồi cháu yên tâm bác sẽ làm cho cháu một ngôi mộ đàng hoàng để cháu có thể yên nghỉ lời của anh trường vừa dứt thì không biết từ đâu một làn gió lạnh vừa thổi qua làm cho anh lạnh cả sống lưng cô loan đứng bên cạnh lay nhẹ cánh tay của anh trường mà thì thầm thằng bé nó thiêng lắm đó anh chắc là nó nghe thấy lời của anh đó Chị Lệ và anh Trường lúc này thích sợ thì liền đứng sát bên chồng. Anh Trường nói với hai người ở lại nhà, còn anh thì đến đồn công an để trình báo họ đến xem. Sáng sớm chồng của cô Loan lại nhật về đến nhà, vừa nhìn thấy bọc vải đã cũ nằm dưới hố thì gào khóc thi lương. Anh không ngờ hoa lệ nhẫn tâm với chính con đẻ của cô ta như vậy. Không mai táng mà chôn cất thằng bé luôn ở đây không nhang khói. Công an đừng anh Trường mời tới, Họ xem xét rồi ai cũng thở dài vì thương cho đứa nhỏ. Một trong số họ đi tới nói với cô Loan. Chị xem làm hậu sự cho cháu nó, khổ thân đứa bé. Sư thầy trên chùa được mời đến, thầy truyền bộ hài cốt của đứa bé vào trong, đặt lên một mảnh vải mới. Nhập quan tài rồi làm lễ cầu siêu cho đứa bé. Đám tang của đứa bé diễn ra hai ngày, hàng xóm cũng đến viếng cũng đều thương xót. Trong suốt hai ngày, ngày này, Nhật thức trắng không hề chớp mắt ngủ lên một lần. Đêm nào anh cũng ngồi cạnh áo quan để nói chuyện với con trai. Như thể anh ta đang nói chuyện với đứa nhỏ vậy. Anh Trường và hàng xóm xung quanh đưa tiễn cháu bé và chôn cất tại nghĩa Trang. Cho đến cuối ngày thì ngôi mộ cũng được đắp xong. Khi trở lại nhà cô Loan anh Trường nói. Mong rằng thằng bé sớm được đầu thai. Hai người nhăn gói cho cháu mấy ngày nhớ để ý nhé. Có gì lạ thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên Nhân liền hỏi Sao vậy hả anh Trường bộ có gì lạ sao Anh Trường liền nói tiếp Thằng bé thì bố sẽ không muốn đi Cho nên đêm xuống linh hồn sẽ ở lại đây Nếu mà có nghe thì nó gọi cửa cũng đừng mở Như vậy thì nó mới đi đầu thai được Anh Trường nghe một bà trong khu phố nói vậy cho nên truyền đạt lại Anh cũng không tin cho lắm Thế nhưng mà không nói cho vợ chồng cô Loan thì lại thế ấy náy cho nên vẫn quyết định nói. Đêm xuống khi mà vợ chồng cô Loan đang ngủ thì bất ngờ nhận giật bắn người khi có tiếng khóc rất nhỏ vang lên không ngừng. Nhận ra tiếng khóc của con trai, anh muốn ngồi dậy ra khỏi giường để mở cửa thì bị Loan ngăn lại. Anh không nghe anh Trường nói gì sao? Anh như vậy làm sao thằng bé dứt được mà đi đầu thai? Anh nhận nước mắt ngắn dài thương con loan thấy vậy thì cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo giọng nói của đứa nhỏ vẫn vang lên ở bên tai bố ơi con nhớ bố lắm bố ơi đứa bé đứng ngoài cửa vừa khóc vừa gọi bố bên trong nhà nhật khóc lớn hơn nhưng vẫn cố không để cho tiếng khóc của anh phát lớn vì sợ rằng thằng bé nghe thấy mà không điệu đi bố ơi không thể chịu đựng được nữa nhật vùng dậy chạy ra ngoài cửa vừa mở ra đứa con đáng yêu của anh đứng trước mặt dù trong nhà loan nhìn ra thì hoàn toàn không thấy đâu không cản được chồng cho nên cô loan đành bất lực ngồi nhìn nhật ôm đứa nhỏ mặc dù mắt của cô hoàn toàn không nhìn thấy nhưng bản thân của loan biết làm sao mà cô cản được chồng khi mà anh yêu con trai của mình như vậy đứa nhỏ đặt bàn tay lên gương mặt đang ướt nhòe nước mắt của nhật miệng mấp máy nói bố ơi con thương bố lắm Con không muốn đi Con không muốn xa bố đâu Nhận nghẹn ngào anh không nỡ rời xa con Nhưng lại không thể nào để con đi Ông chặt lấy con mà nước mắt của anh cứ trào ra không kìm lại được. Phía xa bên đường trong một khoảng tối tăm kia, có một bóng người vừa mới xuất hiện. Là quang chồng của cẩm và một bóng trắng cũng vừa hiện lên đứng bên cạnh đó là hoa. Nhặt nhìn thấy hai người họ thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên chưa kịp nói thì thấy đứa bé quay mặt lại nhìn hai người đó linh hồn của hoan đưa tay lên vẫy gọi giọng nói âm vang đến hạ thường về với mẹ đi con về với mẹ con ơi đứa bé quay mặt lại nhìn nhật khi hai hàng nước mắt đã chảy xuống gương mặt xanh sao xa đó từ bao giờ bố ơi bố phải giữ sức khỏe con phải đi rồi nhật ôm lấy con mà gào lên không cô loan đi tới đứng sau lưng của chồng đôi tay đặt nhẹ lên vai. Anh phải để thằng bé đi. Anh như vậy con không thể yên lòng mà đi được đâu. Nghe vợ nói như vậy, lúc này nhật mới buông tay. Cứ như vậy nhìn theo ba bóng trắng đi mỗi lúc một xa, rồi biến mất trong màn sương sớm phía xa, không còn thi đầu nữa. Không lâu sau đó thì công ty môi trường tới đây. Họ chặt đi cây xấu và thêm mới cây trồng toàn bộ khu phố. Câu chuyện về đứa bé chờ bố đã được người dân sống gần đây truyền miệng nhau. Đã có không ít tác giả tìm đến để hỏi chuyện, cũng như là ngỏ lời muốn được viết thành. Thậm chí là làm thành phim và được Nhật đồng ý kể lại. Diễn biến mà anh nghe kể từ anh Trường và chính bản thân của anh tận mắt chứng kiến. Ngày dỗ của con thì Nhật làm mâm mời hàng xóm thân thiết sang dự. Có gia đình của anh Trường cũng được mời sang đến cuối ngày khi mà hai người ngồi bên ngoài cửa nhà hút thuốc, anh nhật mới nói: tôi biết là cậu đau lòng, thế nhưng phải mạnh mẽ lên. thằng bé nó không muốn thấy cậu thế này mãi đâu. em hiểu mà. nhưng mà mỗi khi mà nghĩ đến thằng bé, em không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, anh à. phố nhẹ bàn tay vào vai của nhật anh trường nói: không phải là cô loan vợ cậu có thai sao à? cậu có tin con trai của cậu đầu thai vượt đứa nhỏ trong bụng vợ của mình không? nhật quay người lại nhìn vợ đang rửa bát cùng lệ ở trong quầy bếp mà nói với anh trường em cũng mong được như vậy em đang nghĩ em đã mắc sai lầm một lần rồi em sẽ không để xảy ra thêm lần nào nữa đâu anh trường liền nói cậu biết sai mà sửa là quý lắm rồi từ giờ hai vợ chồng sống thật hạnh phúc yêu thương nhau như vậy là tốt mà cậu nghĩ được tên nào đẹp chưa nhật liền ngập ngừng dây lát bảo ta tên là bảo anh ạ à. ờ à, tên đó cũng được đấy Kể từ đây tình cảm của vợ chồng cô Loan ngày càng trở nên tốt đẹp. Nhật không còn đi làm ăn xa nhà nữa. Anh xin về làm tại một công ty đổ nội thất gần nhà. Để có thể dành thời gian chăm sóc vợ nhiều hơn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh cho đến ngày cô Loan trở giả. Nhật đưa vợ đến bệnh viện trong đêm. Đến sáng hôm sau thì cô Loan hạ sinh được một bé trai rất kháu khỉnh và rất giống Nhật. Nhật chứng kiến bảo lớn lên từng ngày. Nhưng anh không thể không phủ nhận một việc rằng Càng lớn thì đứa con của Loan đẻ cho anh Nhìn rất giống với đứa con đã mất của anh lúc trước Nếu đúng như lời của anh Trường nói thứ hôm đó Thì đây là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh Là món quà vô giá mà trời ban tặng cho anh đứa con này Khi bé Bảo lên 4 tuổi Một lần sang nhà của anh Trường bé Bảo có hỏi bé Bảo Con gái của anh Trường một câu làm cho cô bé ngây người không hiểu gì. Chị ơi, chị có nhớ em không? Chị không nhận ra em hả? Em là Bảo chứ còn là ai nữa mà hỏi chị như thế? Bé Bảo cười thật tươi sau câu nói của Thảo. Nhưng tiếng của đứa bé làm cho anh trường đang dọn dẹp trong nhà, phải dừng tay lại nhìn ra ngoài sân. Thế hai chị em chơi đùa vui vẻ, hình ảnh này biết đẹp làm sao. Nhưng sâu thăm thẳm trong tiềm thức, anh trường lại thấy tiếng cười của đứa bé đối với anh sao lại quen tai đến như vậy và rồi anh đứng đặng người khi nhớ ra tiếng cười ấy giống với đứa con năm đó đã qua đời của nhật không lẽ thằng bé đã thực sự trở lại đúng như lời của bà ấy nói trong mình hôm đó anh trường nhớ lại sau đám tang của con trai anh nhật anh có gặp một bà cụ tuổi cũng đã cao bàn đến nói với anh cậu có tin rằng sự thật trên đời này có phép màu không hả anh Nhật liền cười à, Bà nói gì Phép màu gì chứ à Để bé sẽ trở lại theo cách của nó Ý của bà là sao à Cậu có tin sắp tới đây Cô Loan vợ cậu Nhật mang thằng lần nữa Và rồi đó lại là một đứa bé trai Sao à Có chuyện đó thì thật là tốt Nhưng mà làm sao mà bà biết để cô Loan sẽ có thai rồi sinh con trai Tôi biết là cậu không có tin bà lão này Thế nhưng cậu cứ đợi mà xem nhé Sẽ sớm thôi cậu sẽ phải tin anh trường chưa kịp hỏi kỹ thì bà cụ đã quay người bước đi anh gọi thế nào cũng không quay mặt lại nhìn anh thêm một lần trở về hiện tại khi vừa mới nhớ lại chuyện cũ anh trường buột miệng nói bẫy là ai mà có thể nói được tương lai đúng đến mức khó tin vậy chứ chị lệ đi từ trong nhà ra đến chỗ của anh trường nghe chồng nói như vậy không hiểu gì liền nói anh phải nói gì vậy anh trường quay mặt lại đáp anh nhớ cái hôm đám tang của con trai cậu Nhật á, anh có gặp một bà cụ, bà ấy nhiều tuổi rồi, mà lại nhất là lời của bà ấy nói nghe lúc đó thật là hoang đường khó tin vậy mà bây giờ đúng thật đó. Anh nói gì em chẳng hiểu gì, bà cụ ấy nói gì với anh. Anh trường kể lại cuộc đối thoại của anh và bà cụ hôm đó cho vợ nghe, nghe xong chị quay mặt qua nhìn đứa bé đang chạy chơi đùa với bé Thảo ở ngoài sân, mà trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó có thể diễn tả được thành lời. Chỉ nói một câu rồi cả chị và anh trường đứng im để nhìn bé bảo mầm mỉm cười hạnh phúc. Nếu thật như lời của bà cụ nói thì đây đúng thực sự là một phép màu. <laughs> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo